Bể bơi Intech lớn nhất, bạn đã biết chưa? Chiều dài 10m, rộng 5m, cao 1m32. Thanh bể làm từ vật liệu 3 lớp ép, siêu bền, chịu lực tốt. Thanh bể cao, phù hợp cho cả trung tâm dạy bơi. Chân đỡ to, siêu chắc chắn. Trang bị đầy đủ, máy lọc nước, cầu thang, tấm phủ, bộ vệ sinh hồ bơi, đảm bảo sự vận hành, hoàn hảo nhất. Độ chắc chắn của bể bơi thuộc, top một thế giới. Bên trong hồ bơi kẻ cá dâu vân nhám nổi, giảm trơn trượt, đảm bảo an toàn cho bạn đi dưới nước. Chỉ có ở bể bơi cao cấp của Intech mới có. Đây là công nghệ độc quyền của Intech, thành bể chịu được nắng mưa, nâng cao tuổi thọ của hồ bơi. Nó rất đặc biệt, có thể làm cho hồ bơi này có độ co giãn nhất định. Bạn có thể lắp ở ngoài trời, thoải mái. Bể bạn đang xem, được lắp ngoài trời hơn 1 năm rồi, mà vẫn đẹp như mới vậy đó. Thật tuyệt vời phải không nào? Hồ bơi Intech có đủ kích thước dài, từ 1m2 tới 10m. Phù hợp với gia đình, trường học, khu vui chơi, trung tâm dạy bơi. Bảo hành 2 năm khi mua hàng chính hãng tại Intech Việt Nam. Inbox ngay để nhận báo giá theo kích thước bể nhé.